các bạn, hôm nay mình mở một sản phẩm, đó là bộ đàm dành để liên lạc tầm gần khoảng một cây số cho nhau. Thì mình thấy nhu cầu thằng thiết á, nên mình mua một cái nó 300.000 à. Nếu cũng dễ nè, cái này là không tắt nè, quặng càng bự, quặng càng bự thì nó càng lớn, này càng nhỏ nè, tắt nè, hay nhá. Đó mình cái bộ đàm nó gọi giống như trong phim ấy. Hiểu không? Là nhiều cái mình không hiểu nổi. Mà công nhận Trung Quốc nha, nó làm nhiều cái rẻ kinh khủng luôn. Hay thiệt. Nghĩ lại tàu hàng Trung Quốc kia, cái gì nó cũng rẻ. Mình sẽ quá trình test cho các bạn coi cái quá trình xài của nó nào. Mà thiệt ra cái này của người ta cũng test rồi nên mình cũng không test lại đâu, thôi đổi ý, không test lại đâu, người ta làm rồi nên mình sẽ không làm lại. Mình sẽ đánh giá cái độ bền thôi, đánh giá cái sự thật không, tại vì dây dép của người ta cũng chưa chắc là thật nữa. Đời mà trên mạng nó quảng cáo là một cây số trong đô thị một cây, còn ngoài thị là đến mấy cây, 5 cây. Mà bộ đàm này thì không cần đăng ký băng thông đâu, không cái tần số đâu, chỉ mấy cái bộ đàm, mấy cái chặt phát của cá mú thì nó mới cần thôi, tại vì nó công suất lớn, cái này dưới 5W. Cái này mua dẫn đò ngon nè,
một thằng ở trên, một thằng ở dưới để khóa đoàn á, đi phượt á, đi đoàn lớn người ta gọi vậy cho dễ. Cái này xài cho vui thôi chứ thực sự nó thua bằng điện thoại. Điện thoại bằng máy là số 1. Nó có 15 kênh. 5, 9, 11. Nó có 15 kênh. Khi mình Power on. 16. Khi mình nói thì nó sẽ hiện báo đèn đỏ là thả ra, nhận tín hiệu nó sẽ chuyển sang màu xanh. Giờ mình test thử nè. Power on. Alo, 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 1, 2, 4. Nè, không, chỉ màu xanh nè. Chỉ màu xanh nè các bạn. Khi bấm, khi mình phát tín hiệu thì mình bấm này. Để mình nói vô, vô đây, mic. Rồi nó phát tín hiệu ra bên máy khác. Rồi nói xong mình thả ra. Thì nó mới nhận được tín hiệu của máy kia. Đơn giản thôi, còn hai nút là nút gì ta? À, nút đèn pin, nút về nút đèn pin, à, nút gì cũng chả biết. Còn cái này là để gắn, gắn mic nè, mic vào tai phone á, để đeo lên tai giống như mấy thằng vệ sĩ. Sau một thời gian á, mình sử dụng một tháng á, mình sử dụng thì mình đánh giá bộ đàm này là đúng theo cái nghĩa đen, nghĩa mà người ta hay thích đó, là ngon bổ rẻ. Thì giá của nó có 150 một cái bộ đàm thôi, nhưng mà nó gọi cho đến 150 trong vòng đô thị. Mình thấy cái dòng mất tiền, thấy nó cũng ghi nội thành cũng 100 à, còn ngoại thành nó cao hơn cái máy này. Nói chung là tiền nào của đấy thôi, mấy loại tốt thì nó sẽ tốt hơn, còn cái này thì rẻ, giá rẻ mà nó gọi 150 là thấy nó cũng khủng khiếp rồi, huống chi là mấy loại cao cấp hơn đúng không? Thì mình chỉ thấy cái nhược điểm của nó là kết cấu nó không được chắc chắn như mấy cái loại tốt hơn thôi. Tiền nào của ấy mà 150 thôi, nhưng mà liên lạc của nó thì nó trao đổi rất tốt, không có bị gián đoạn, không có bị đứt quãng. Nói chung là mình thấy nó rất tốt, tại mình hay bảo trì điện á, mình hay liên lạc với chú á. À, với gọi là đồng nghiệp với nhau á, thì nó xài bằng điện thoại tốn tiền quá nên sử dụng bộ đàm nó rẻ hơn. Mình thấy mình cũng không nạp điện thoại nữa, thì cái nào nó cũng có ưu điểm và nhược điểm hết đó bạn. Mà cái này được ứng dụng trong dân sự nè, hoặc là quân đội hay là công an gì đó, hay liên lạc với nhau hay là bảo vệ, thì nó xài mấy bộ đàm tốt không à, 5-6 triệu, 4 triệu quay đầu không, thì cái đó thì nó chống nước luôn á, hôm nay chắc chống nước không nổ đâu. Thì qua đó mình đánh giá thì sản phẩm này tốt, ngon, bổ rẻ, hai cái thì là 300 bao luôn tiền ship nha. Để chứng tỏ cái này chỉ có 200 thôi, tại vì nó lời thì chắc nó cũng lời trong đó 100 thôi, 80 hay 50 gì đó, tại mình không nhập số lượng lớn, mình không biết được. Và nói chung mình biết chắc là giá rẻ thôi chứ không có thể mắc hơn được. Mà công nhận thằng Trung Quốc tội thiệt, làm thứ gì nó cũng rẻ mà xài cũng được, lại xài 5 là hoàn vốn, xài được 3 tháng là hoàn vốn rồi. Tại 1 tháng mình tốn khoảng 50.000 tiền điện thoại á. Thôi nói dài quá, thôi video này xin kết thúc, hẹn gặp lại bạn video sau. Bye bye.